Em đi ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhá. Hôm nay thì lại là một cái ngày chủ nhật cuối tuần rồi. Em Lê Hương xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể khách hàng thân yêu của em Hương này. Có ngày nghỉ ấm áp bên gia đình nhá. Em chào anh Xuân Cường, chào anh Nguyễn Thái. Số điện thoại thì em Lê Hương đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Chốt luôn cô chủ bán xe, chốt cô chủ bán ô tô, chốt luôn ghi bác Xuân Cường vào đây xem bác Xuân Cường có chốt không nhá. Chào anh Nguyễn Thái ạ, à, chào bác Phạm Vương. Chia sẻ cho em Lê Hương lên các trang cá nhân và hội nhóm thêm đi ạ. Hôm nay em về nhiều xe lắm ạ. Fiat số sàn bản e xịn màu vàng cát, đời 2016 hơn 300 triệu này. Về thêm một chiếc xe Toyota Highlander xịt soát hơn 800, một tòa nhà di động. Trước kia là hơn 3 tỷ mà giờ chỉ có hơn 800 thôi. Về thêm bán tải và i10. Chào anh Dung Bùi. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên các trang cá nhân và hội nhóm giúp em đi ạ. Cho anh xem Kia, Kia K3. Kia K3 thì dạy hiện tại em Hương tạm hết nhá. Em chỉ còn Kia Celato và Kia Soluto thôi anh nhá. K3 em tạm hết rồi ạ. Các anh ơi chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm cho em đi ạ. Số điện thoại em đã ghi ở đây rồi, 0354602790 ạ. 13 khách hàng thân yêu mỗi bác cho em Hương xin một lượt chia sẻ nhé. Em chào anh Đăng Quang, số điện thoại em ghi ở đây rồi. Nếu như bác nào muốn đến trực tiếp xem xe thì đến với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Em chào Idol nhé, chào Quang Anh nhé. Về Hải Dương chơi đi Quang Anh ơi. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em đi ạ. Em chào anh Trần Luyện, chào anh Phạm Bình. Em xin phép một phút nữa thôi thì em sẽ đi quay sang cam sau để đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay nhé. Em chào anh Dương Ca. Chia sẻ giúp em nha. Em chào anh Thái Nguyễn là 20 khách hàng rồi. Em Lê Hương xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá, buổi báo giá ngày hôm nay đây ạ. Một công việc thường ngày, các ngày buổi trưa 11:30 các ngày trong tuần. Kìa có ông khách xe chốt chủ bán luôn. Ông lấy mà chốt câu chủ là bán luôn. Để chị đợi mình ghim, là em ghim nốt số điện thoại lên đây nhá. Em xin phép được quay sang cam sau đây ạ. Em chào anh Thanh Vũ này, chào Nguyễn, bác Nguyễn Trung Dũng này. Có anh ơi có vào Nam chơi đi, nhà mình làm chuyến vào Nam đi. À vợ lại mới sinh nhỉ. Vợ lại mới sinh không vào Nam được rồi. Em chào anh Nguyễn Trung Dũng này, chia sẻ nhiệt tình lên cho em là 32 khách hàng thân yêu của em Lê Hương rồi. Hôm nay em Hương sẽ đi bên ra bên ngoài trước vì bên ngoài rất là nhiều xe. Nhưng từ từ để em bung cái ô lên đã. Về thêm bán tải Ford Ranger này. Em về thêm 5 chỗ ngồi gầm cao Eco Sport Tucson. Về thêm một chiếc xe Range Rover phân khúc hạng sang. Các bác ơi chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. 45 khách hàng rồi. Sang tháng em vào công việc trong đó à. Chị My đang bảo là đi vào trong Nam chơi một chuyến đây. Chào anh Sưởng May Long Hải nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Hôm nay em sẽ lên sóng luôn này. Một chiếc bán tải Ford Ranger bản XLS đời 2017 với động cơ trang bị là 2.2, máy dầu một cầu số tự động đẹp. Em Lê Hương đang chào bán với giá là 586 triệu. 586 triệu cho chiếc xe bán tải Ford Ranger. Nhiều xe đẹp quá, em cảm ơn Sưởng May Long Hải nhá. Chào anh nhá, anh ơi chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Em chào anh Nguyễn Trường, chào bác Lợi Phạm này. Nếu như bác nào mà quan tâm về tầm tiền trên 500 mà có xe bán tải đời cao và đặc biệt là màu đen thì em có nhé, rất hiếm khi mà về được chiếc bán tải màu đen đẹp như thế này. Bản này 2.2, số tự động đẹp, một cầu máy dầu. Bán tải Ford Ranger XNS 586 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay, bớt trực tiếp trên livestream 16 triệu tiền lẻ kia đi. Còn 570 triệu cho khách hàng nhà mình. Ở nhà có mua được xe không em? Anh ơi em sẽ ship cho mình toàn quốc nhé. Các bác chỉ cần lổ địa chỉ thôi là em sẽ ship tận nơi cho mình. Cảm ơn dì Phạm Trung Hiếu ạ. Cảm ơn dì rất là nhiều. Dì ơi chia sẻ cho con lên trang cá nhân và hội nhóm đi ạ. Anh Đình Tuyến ơi, 63 tỉnh thành em Hương sẽ ship toàn quốc cho mình. Chào bác Đoàn Lan Anh, chào bác Dâu Tây, chào bác Vũ Đình Sinh. Bên cạnh chiếc bán tải Ford Ranger 586 triệu thì em còn một chiếc xe mới về. Phân khúc SUV 5 chỗ ngồi gầm cao. Một chiếc xe Ford EcoSport đời 2017, số tự động đẹp, bản lắp ráp trong nước. Động cơ trang bị là 1.5 máy Eco. Em này là bản Titanium cao cấp này, rất là nhiều túi khí an toàn. Đề lỗ thông minh, cửa lốc,
rất là xịn sò luôn, form dáng mới, đời 2017 đây, xi nhan tích hợp trên gương, Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao. Có phải cọc để ship xe không em? Có phải cọc anh nhá. Nếu như mà ship xe thì em phải có phải cọc để làm tin. Có phải cọc một chút để em có thể cho thợ sắp xếp thợ ship xe nhá. Anh Đình Tuyến đang quan tâm về mẫu xe nào bên em Lê Hương ạ? Để lại số điện thoại em tư vấn cho mình. Cái cọc này chỉ để làm tin giữa hai bên thôi, em sẽ sắp xếp cho người nhà em đi ship xe đến tận nơi cho mình. Cam kết bằng văn bản giấy tờ, khi đến xem xe ưng ý rồi thì thanh toán nốt cho em và trừ tiền cọc đó đi là ok anh nhá. 63 tỉnh thành bây giờ có phải là khách nào cũng đến xem xe trực tiếp tại được đâu, vì nhiều khách bận này, nhiều khách ở xa quá này, thì bên em là hỗ trợ ship cho mình. Em chào anh Văn Đình, chào anh Danh Thành Danh Liên ạ. Em chào anh Giáo Ngọc, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên 200 khách hàng đi nha. Em chào anh Hoàng Đình Thời. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao, hầu như cái dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao là cứ về chiếc nào là em Hương lại bán luôn chiếc đấy này. Động cơ trang bị chỉ có 1.5 thôi, còn máy Eco siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em chỉ hơn 6 lít trên 100 km thôi các bác ạ. Chỉ hơn 6 lít thôi. Nếu những bác nào mà từng có bằng đi xe nhuần nhuyễn rồi, chân tay mềm mại thì còn không đến 6 lít đâu ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. 469 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay, còn 460 triệu. Bao rút hồ sơ cho mình và miễn phí ship 100 km quay đầu. Còn nếu như xa quá thì em có thể xin một chút tiền loại gọi là xăng dầu để em có thể cho thợ đi ship cho mình nhé. Chào anh Thanh Sầm, chào anh Cường Nguyễn, chào anh Hoàng Thắng, chào anh Nguyễn Đình Lan. Quan tâm mẫu xe nào các bác cứ để lại số điện thoại em Lê Hương sẽ tư vấn nhé. Còn nếu như mà quan tâm về Innova thì em có rất là nhiều Innova luôn. Một chiếc xe Innova đời 2010, số sàn, động cơ trang bị 2.0, 7 chỗ ngồi, giá chào bán là 275 triệu. Innova đời 2010, 275 triệu, cam kết không đâm xô và không ngập nước. Bây giờ thời điểm hiện tại thì Innova là một trong những cái dòng xe rất là nhiều khách hàng quan tâm. Khi mà dịch giã gần như đã vào ổn định rồi thì du lịch này, các ngành du lịch vận tải đi rất là ok luôn. Innova đời 2010 bản E xịn, bản G xịn em đang bán là 275 triệu. Còn thương lượng và lộc lá thêm, xem xe vẫn bớt thêm ạ. Có Astragem màu đen số sàn, Astragem tạm hết anh nhá. Astragem tạm hết rồi, em chỉ còn Vios thôi. Nếu như mà anh muốn đi Astragem với mục đích đi gia đình hoặc đi ra dịch vụ thì Vios này, i10, Kia Morning đều ok anh nhá. Em chào anh Vũ Đăng Khoa này, em chào anh Nguyễn Quang Tuấn này, con chào dì Vũ Huế, dì ơi chia sẻ nhiệt tình lên cho con đi ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương lên 200 khách hàng đi ạ. Chào anh Nguyễn Đình Lan. Bên đây thì em còn có một chiếc Spark tập lái này, sờ bắc số tự động đời 2011, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2016. Em này là bác chủ cũ, là một bác dân chơi chuyên mua xe về chỉ đi câu cá thôi, nên là xe còn rất là đẹp và bác ấy độ lên rất là nhiều đồ chơi. La răng xương cá này các bác nhìn này, màu trắng đẹp, thêm cánh gió này. Và điều đặc biệt là em này được bác chủ cũ độ lên một chiếc vô lăng số 1, không có 2 đâu nha các bác nhé. Độ lên vô lăng, màn hình la bàn đầy đủ rồi. Sờ bắc 155 triệu, số tự động đẹp, đăng ký 2 chỗ ngồi. Các bác có thể mua về cho bà xã nhà mình đi lấy hàng này, lấy quần áo này, đi chợ Linh Hiệp hay làm chủ sờ ba. Hoặc các bác có về mà lắp đặt điều hòa hay là các bác có thể chở hàng rất là ok nhé. Một chiếc bán tải siêu mini. Đây là một chiếc bán tải siêu mini sờ bắc, đăng ký 2 chỗ ngồi, 155 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Em để cho mình còn 150 triệu bao rút hồ sơ. Bác nào mà không đến xem xe được em sẽ bao ship luôn cho mình. Kia Morning tầm 150 triệu quay đầu em có nha anh Võ An nhá. Đợi em một chút nhá. Vừa số sàn, số tự động thì em có Kia Morning số tự động 168 triệu ạ. Chào em, có i10 2015 tư vấn anh. Ok anh Hoàng Tử Bonsai nhá. i10 2015 thì em có một chiếc màu đỏ đẹp này, 218 triệu thôi. i10 và Morning em rất là nhiều. Cùng em xem hết buổi báo giá ngày hôm nay nhá. Em ra ngoài một chút này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới nhá. Bình luận nó trôi lên là em không thể đọc được. Các bác cứ bình luận giúp em nhá. Nhiều xe đẹp giá cả hợp lý, chia sẻ nhiều anh mua xe giá ok nhá. Ok anh Sưởng May Long Hải, anh ơi chia sẻ cho em đi ạ. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm Toyota, Toyota Corona Altis đời 2009, số tự động đẹp, biển Hà Nội. Rất hiếm khi một chiếc xe đời 2009 mà giữ được nguyên zin đẹp như thế này. Thì em Toyota Altis của em Hương đây ạ, đời 2009 zin đẹp luôn. Bác nào từng đi Corona Altis thì các bác phải biết rằng cực kỳ là phê luôn. Số tự động đẹp bản 1.8,
đời 2009 em Hương đang chào bán với giá là 358 triệu. 358 triệu cho siêu phẩm Corona Antit, phanh ABS số tự động đẹp lên màn hình giải trí Android cực lớn. Phía sau xe có cho em cam lùi và có luôn hết cả các bắt cảm biến va chạm và phía sau đầy đủ cho em rồi. Em chào bác Bùi Ly, bác Lưu Ly ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Chào ạ, bạn đang nghĩ gì, chào bác Thần Thanh. Bên cạnh đây thì em còn có này, một chiếc xe Hyundai Accent số sàn đời 2018. Đến thời điểm hiện tại thì em Lê Hương về rất là nhiều xe Accent, đặc biệt là Accent số sàn và số tự động em làm toàn đời cao thôi. Accent 2018 số sàn động cơ trang bị 1.4, giá chào bán là 416 triệu. 416 triệu đời 2018 biển 98 Hyundai Accent. Accent là một trong những cái dòng xe được rất nhiều khách hàng quan tâm. Dù khách hàng có khó tính đến đâu thì khi mà các bác đã sở hữu Accent rồi, từ hình thức, máy số, động cơ ăn nhiên liệu đều ok hết, phù hợp với tất cả những cái tiêu chí khách hàng yên tâm nhé. 416 triệu Hyundai Accent, đèn bi salon, phanh ABS có dải đèn LED đầy đủ rồi. Xi nhan trên gương, hai cánh trước có phím mở một chạm, màn hình giải trí tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, đầy đủ cho em rồi ạ. Em chào bác Nguyễn Vinh này. Quay cho con bán tải 51 nhé. Bán tải 51 à? Đợi em một chút nha, anh đây rồi. Một chiếc bán tải đây. Một chiếc bán tải Nissan Navara đời 2017, số tự động đẹp, một cầu máy dầu với nước sơn màu trắng đẹp, biển Hà Nội, cam kết không đâm xô và không ngập nước. Các bác đừng thấy rằng Hà Nội đang trải qua một đợt bơi lội và các bác hoang mang nhé. Cam kết luôn, nếu như phát hiện xe ngập nước em hoàn tiền và phạt cho mình 50% giá trị xe luôn. Về nghỉ ăn cơm em ơi, tối lai cho mát, tối muộn lắm anh ạ. Anh Miễu Minh Quân ơi, chia sẻ cho em nào. Chào anh Nguyễn Danh Tùng. Bán tải 535 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay, em để cho mình còn 510 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho mình. Bán tải Nissan Navara lên thùng thấp rồi, đời 2017, số tự động đẹp đây ạ. Lắng quá các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương nào. Vừa rồi bác nào quan tâm về i10, em có i10 nhá. Em chào anh Lê Trung Văn này, chào bác Phạm Ngọc Trang. i10 màu đỏ đẹp, đời 2015, số sàn, động cơ trang bị 1.2. Dạ, đầy đủ cho em là màn hình giải trí này, nước sơn màu đỏ đẹp, 215 triệu có Hyundai i10 đời 2016 đây ạ. Biển 36, nước sơn màu đỏ đẹp, 215 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình còn 205 triệu. Để mua xe được với giá đẹp các bác ơi, chỉ cần chia sẻ cho em Lê Hương lên các trang cá nhân và hội nhóm giúp em thôi ạ. Chốt xe giá cực đẹp luôn. Có thuê người che ô không em ơi? Anh này một tay che ô, một tay cầm máy rất là mỏi luôn. Đang thuê người che ô đây anh ơi. Chia sẻ nhiệt tình cho em đi ạ. Chào anh Nguyễn Văn Hoan, chào anh Nguyễn Thắng, chào bác Ngọc Lan. Chào 150 khách hàng thân yêu của em Lê Hương nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Ở đây thì em còn có một siêu phẩm Kia Soluto. Kia Soluto đời 2020, số tự động đẹp, động cơ trang bị là 1.4. Kia Soluto 2020 đời cao chót vót luôn. Cam lùi, cảm biến va chạm phía sau đầy đủ rồi. Giá chào bán là 439 triệu. 439 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Em để cho mình chiếc xe Kia Soluto này với giá là bao nhiêu nhỉ? 429 triệu ạ. Mất tiếng ạ. Vất vả quá em ơi, em cảm ơn được không? Vất vả thì các bác mới thương đúng không ạ? Chào anh Nguyễn Thắng này. Các bác ơi xem còn tiếng không, sao lại kêu mất tiếng như nào nhỉ? Nếu như mà mất tiếng là em bị khàn tiếng là do em mới ốm ạ, mới bị cúm xong. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Kia Soluto 2020, số tự động đẹp, có đầy đủ tổ hợp phím bấm trên vô lăng, màn hình giải trí, túi khí an toàn, phanh ABS chống bó cứng đấy ạ. Có Forerunner, anh Nguyễn Thắng ơi, em có Forerunner đời 2017, máy dầu, động cơ trang bị 2.2. Giá chào bán chỉ có giá là 586 triệu, Forerunner 2017 bán tải anh nhé, số tự động một cầu. Tiếng ok mà, em cảm ơn anh ạ. À, hôm trước thì em có về một chiếc xe Kia Rio đời 2015 màu đỏ ạ. Thì tiếp tục ngày hôm nay lại về thêm một siêu phẩm Kia Rio nữa đây. Kia Rio với nước sơn màu lâu đẹp, lâu cà phê, đèn bi salon này, biển 36 nhé. Có ga tay tự động cruise control đời 2014 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2015. Động cơ trang bị là 1.4. Em đang bán là 379 triệu.
78 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay ạ. Chia sẻ nhiệt tình nên cho em mà em xin phép đi vào chỗ dâm không lắng quá là máy nó lại bị sập nhá. Nhà mình có Santa Fe đời 2014 không em? Santa Fe thì em tạm hết đời cao anh nhá, em chỉ còn đời 2002. Đăng ký 2007 này, đang cắt lỗ chỉ có 125 triệu thôi. Santa Fe bản gold máy dầu, kiếm được đồng tiền không hề đơn giản, đúng rồi anh ạ, nghề gì cũng vậy thôi, các bác cũng vất vả mà em cũng vất vả. Làm sao cứ có tâm và có tí để các bác ủng hộ em hơn là em quá ok rồi. Kia tầm 300 mà. Kia tầm 300 thì chỉ có thể mua được Kia Morning thôi anh ạ. Còn nếu mua được đời Kia Rio thì phải hơn 300 anh nhá. Nhà mình có Santa Fe hết rồi này anh này. Em chào anh Hạnh Hương này, chào anh Hương Bùi, chào anh Bùi Công Thành, Bùi Thành Công ạ. Em chào anh Trần Anh Quân nhé, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi nào. Ở đây thì em còn có một chiếc Tucson này. Tucson máy xăng 2 cầu số tự động đẹp đời 2012 với động cơ trang bị 2.0, gương kính cụp chỉnh auto tự động. Em Lê Hương đang bán với giá là 480 triệu. 480 triệu cho chiếc Tucson máy xăng đời 2012 bản nhập khẩu số tự động ạ. 480 triệu đây ạ. Anh Nguyễn Trường bỏ xem xe 350 triệu số tự động à. Innova 7 chỗ số tự động em tạm hết nhá. Innova em có một dàn luôn nhưng mà số tự động em tạm hết rồi. 7 chỗ số tự động bây giờ em còn có Galaxy và Xpander 2020 nhá. Số tự động mà tầm 300 triệu à 350 triệu thì có thể các bác ơi. Anh Nguyễn Trường ơi, nếu mà có tầm tài chính mà trên 350 rồi thì ở đây em có một chiếc xe Kia Rio. Kia Rio đời 2014 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2015. Em đang bán là 378 triệu. Bớt trực tiếp trên live stream cho mình còn 368 triệu. Cố lên một chút nữa là mua được xe Kia Rio. Nhập hàn nguyên chiếc anh nhá. Xe này cực đẹp luôn. Kia Rio nhập hàn nguyên chiếc số tự động đẹp đây ạ. 378 triệu. Cho xem con i10 đời 2017 có không chị? 2017 i10 thì em chỉ còn là số tự động thôi. Số sàn thì em chỉ còn 2015-2016 thôi anh ạ. Các bác ơi, để mua xe mà em tư vấn trực tiếp cho mình thì các bác để lại số điện thoại nhé. À em cũng muốn khoe một chút này, em mới về một chiếc xe i10 bản sedan 2 đầu. Bản đủ số sàn đời 2016 đây. Một chiếc xe i10 đời 2016 bản 1.2 bản đủ nhá, bản sedan là bản 2 đầu. Em này là màu bạc, giá chào bán là 289 triệu cho chiếc xe i10 của em Hương đây ạ. Bản đủ, phím mở một trạm thông minh, cửa lóc, la răng thể thao, màn hình giải trí, đề lộ thông minh đây ạ. 289 triệu còn 280 triệu cho chiếc xe i10 bản đủ. Và điều đặc biệt là em này không qua taxi, không qua dịch vụ, xe gia đình xịn sò luôn các bác nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Xpander em có ạ, Altis 2016 em đang tạm hết. Xpander em có đời 2020 và số tự động với nước sơn màu đâu đẹp. Altis thì em chỉ còn 2009, 2010 số tự động thôi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi các bác ơi. Cô nhà em lại ra tiếp Robin cho em rồi. Cứ 15 phút là cô phải cho một cốc Robin vào thì mới tiếp. Có đời 2020 và số tự động đẹp nhá, em sẽ hát theo yêu cầu của mình. Nên các bác ơi quan tâm thì để lại số điện thoại. Xpander 590 triệu. Các bác muốn bao hồ sơ, bao vào tên hay như thế nào thì các bác bình luận vào đây, em sẽ bao cho mình hết này. Xpander đời 2020 số tự động 1.5 máy eco. Không hề yếu như những lời các bác truyền tai nhau đâu ạ. Kia mà tầm 200 thì em có Kia Morning anh nhé. Kia Morning số sàn 2016 218 triệu đây. Còn đây là nội thất bên trong của Xpander đây ạ. Xe i10 không làm trả góp được anh nhé. Trả góp là phải xe từ trên 300 triệu trở lên. Và giá trị và đời xe là từ đời 2015 trở lên mới làm trả góp được. Và trả góp nó cũng tùy vào tỉnh mới làm được anh ạ. Có nhiều tỉnh lại không làm trả góp được. Anh Trần Tuân ở đâu ạ? Màn hình giải trí, ga tay tự động Cruise Control, Xpander 2020, tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng, phanh ABS, form dáng mới cực xịn sò cho em luôn. Form dáng mới cực đẹp luôn, Xpander 2020 đây ạ.
Một cái nước sơn màu nâu cực đẹp, không hề kén về phong thủy và màu mệnh rất là khóa quá nhiều đâu ạ. Nên là anh nào quan tâm với Xpander 590 triệu em lăn bánh cho mình vẫn lộc lá thêm các bác nhé. Em chào anh Mông Văn Đàm, em chào bác Tần Thủy Hoàn, chào bác Phạm Tú này. 200 triệu để các bác có thể mua được một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning đời 2016 giá chào bán là 215 triệu. Nhưng nếu như chốt trực tiếp trên livestream, cắt xả ngay cho mình, một chiếc xe Kia Morning này chỉ còn 200 triệu tròn thôi. 215 còn 200 triệu tròn. Kia Morning số sàn đời 2016, động cơ trang bị là 1.2 la răng nguyên bản của nhà sản xuất này. Lên màn hình rồi, có thay gì không? Anh vuốt lên chính mình, vượt lên chính mình ơi, có thay gì không này, em chưa hiểu ạ. Ở Mộc Châu thì làm trả góp hơi khó anh ạ. Với cả xe mà trên 300 triệu thì em Hương mới làm trả góp được. Ví dụ như chiếc xe Hyundai Elantra đời 2017 số tự động bản đủ GLS này, phải làm trả góp thì mới làm được. Vì em này là đời 2017 và giá là 515 triệu đầy đủ cho mình. Đều có thể trả góp đầy đủ điều kiện nhá. Xe đẹp quá, cảm ơn anh Long Hoàng chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Mộc Châu hơi khó làm anh nhá. Siêu phẩm Hyundai Elantra đời 2017 số tự động đẹp. Nếu như Accent là 1.4 đi đã sướng rồi thì Hyundai Elantra nó còn là 2.0 cơ. Hỗ trợ trơn trượt, máy eco xịn sò, có ga tay tự động cruise control cực kỳ nhàn khi các bác đi này, ghế lái chỉnh điện, màn hình giải trí, túi khí an toàn, cửa sổ trời đầy đủ cho em. Hyundai Elantra đây ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ, có Hyundai Elantra nhá. Có Kia i10 sedan. Nếu như mà muốn mua i10 bản sedan thì em có đời 2016 bản thiếu là 255 triệu, 2016 bản đủ là 289 triệu anh nhé. Anh Mộng Văn Đàm ơi, hoặc nếu như mà Kia Morning mà anh muốn mua bản hatchback số sàn thì em có này. Một chiếc xe Kia Morning lên rất là nhiều đồ chơi, khá nhiều đồ chơi luôn. Đèn halogen, có đèn phá xương, đèn gầm đầy đủ này. Mặt na răng cực đẹp luôn. Kia Morning 2016 số sàn, động cơ trang bị 1.2. Em Lê Hương đang chào bán với giá là 218 triệu. 218 triệu cho chiếc xe Kia Morning của em Hương đây ạ. Lên màn hình rồi. Em này thì lên khá nhiều đồ chơi đời 2016, đến cái tông sơn màu cũng rất là đẹp luôn. Xpander của em Hương là bản tiêu chuẩn, không phải bản Cross đâu anh ạ. Bản tiêu chuẩn đấy, đúng rồi đấy anh ạ. Anh Nguyễn Minh Chiến nhá, không phải bản Cross đâu. Bản Cross nó cao tiền lắm ạ. Kia Morning đây ạ. 218 triệu trực tiếp trên livestream ngày hôm nay em để cho mình còn 208 triệu cộng bao rút hồ sơ 100 km quay đầu miễn phí ship cho mình luôn. 540 triệu chưa vào việc được anh ạ. Xpander bây giờ là một trong những cái dòng xe 7 chỗ ngồi. Thứ nhất là ra mắt thị trường ăn khách, thứ hai là cái giá của nó vẫn giữ vững. Thứ ba là ngoại hình phong cách của nó khá là đẹp. Và thứ năm là quá là tiết kiệm nhiên liệu, 1.5 máy eco siêu tiết kiệm cho em. 540 chưa vào việc đâu anh nhá. Nếu như mà anh muốn lăn bánh thì là 585 triệu lăn bánh. Còn nếu như mà anh không rút hồ sơ bớt trực tiếp trên livestream cho anh là 15 triệu anh về làm tất nạn thủ tục hồ sơ cho em nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Em chào anh Cảnh Trần, anh Cảnh Trần ơi, nôn nắm rồi không xem buổi báo giá của em Lê Hương nào. Ở bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Toyota Vios này. Toyota Vios đời 2016 số sàn, động cơ trang bị 1.5. Xe tư nhân, không qua taxi, không qua dịch vụ, gia đình sử dụng, màu vàng cát, form mới, máy trắng cuối 2016 các bác nhá. Em này là máy trắng này, màu vàng cát. Xe gia đình sử dụng 375 triệu đời 2016 số sàn, tay lắm cửa, mạ chrome ốp hết rồi. Xe gia đình sử dụng các bác nhìn phát là vẫn khác ngay. Từ táp ly táp lô, không khoan đục, không ngập nước. Bao tiết hãng toàn quốc cho mình cho chiếc xe Vios đời 2016 của em Lê Hương đây ạ. Lên màn hình, túi khí an toàn cực đẹp luôn. 375 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình còn 365 triệu cộng bao rút hồ sơ. Xin nhan tích hợp trên gương, chỉ trên livestream em mới để cho mình chiếc xe Vios đẹp như thế này với cái giá cực mềm như thế nhá. Đây các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương đây ạ. Vios 2010 số tự động. Em không có 2010 nhá, em Vios em có 2015 nhá anh Tuấn Anh ơi. Y10 cạnh bao nhiêu shop? Y10 nào nhỉ?
Em đợi em một chút nhá. À đây rồi, Y10 đây rồi. Nó bị ẩn bình luận rồi, em mới nhìn thấy này. Anh Thanh Trí ơi, Y10 biển 88 bản 1.2 số tự động, cam lùi, cam hành trình đầy đủ cho em rồi. Chiếc này là số tự động đời 2017 anh nhá. Bản đủ số tự động 1.2 Y10 số tự động đây. Chiếc này là 365 triệu, biển 88 Vĩnh Phúc, đời 2017 số tự động đẹp 365 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay còn 360 triệu, chốt trực tiếp trên livestream cho em đi ạ. Gương kính cụp chỉnh tự động, em này là bản đủ la răng mới, đè lỗ thông minh, cam hành trình, cam lùi đầy đủ cho em ạ. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi ạ. Chào anh Điểm Ngô, chào bác Thúy Vi, chào anh Dũng, chào anh Bùi Mạnh nè. Bên đây thì còn có Innova form mới này. Innova đời 2015 em xin lỗi này. Innova đời 2015 form mới rồi. Em này là số sàn động cơ trang bị 2.0. Em Hương đang chào bán chiếc xe Innova này với giá là 399 triệu. Biển Hà Nội, các bác có về Hà Nội, Sài Gòn thì không mất thêm 20 triệu tiền phí vào biển đâu ạ. 2015 là form dáng mới, lên màn hình, túi khí an toàn, ghế da nội thất xịn sò cho mình. 399 triệu, còn 389 triệu. Chốt trực tiếp trên livestream cho em đi ạ. Chào anh Hùng Phạm, chào anh Trịnh Minh Châu, chào anh Nguyễn Trường, chào anh Bùi Mạnh này. 5 chỗ ngồi gầm cao không chỉ có màu đen này, em còn có màu lâu và màu xanh nhá. Màu đen là 480 triệu 2012. Còn chiếc màu xanh này là biển tư nhân Hải Dương, Tucson 2011, động cơ trang bị 2.0. Em này cũng là bản nhập Hàn nhá, cùng phân khúc với nhau. Nhập Hàn đời 2011, 455 triệu, gương kính thì cụp chỉnh auto cho em. Đèn bi salon này, đèn gầm đẹp, biển 34, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Số tự động đẹp, cửa sổ trời đầy đủ cho em nhé. Phím mở một trạm thông minh hai cánh trước này. Màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, ghế da xịn sò luôn. Nếu mà có tiền tầm trên 400 thì đi Tucson. Số tự động gầm cao SUV nó phải là một đẳng cấp khác rồi. Nó phải là một đẳng cấp khác rồi. Đời 2010, 455 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình còn 445 triệu ạ. Mỗi khách hàng ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em nào có tụt quần luôn nhé. Fiat tự động 2010 là không có. Đúng rồi anh ơi, em chỉ có Y20 không có, em có Y30 thôi anh Trần Kem nhé. Em có Y30 số tự động đẹp đời 2009 này, bản nhập Hàn, động cơ trang bị là bao nhiêu nhỉ? Con đấy là 1 chấm mấy em quên mất rồi. Em đang bán là 308 triệu nhá. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên nào. Fiat tự động thì em có 2015, em này còn độ lên cả body kit cực xinh cơ. Fiat 2015 bản G điều hòa auto tự động, số tự động đẹp, em đang bán là 415 triệu. Ôi trời ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em Lê Hương nào các bác ơi. Em chào bác Phạm Đình Hiệp, chào bác Ngọc Thanh, chào bác Tuyến Bùi. Vios bản G, biển 34, tư nhân Hải Dương sử dụng. Độ lên body kit, phanh ABS, la răng thể thao, xi nhan tích hợp trên gương. 415 triệu cho chiếc xe Vios này, ghế da zin, máy số zin luôn. Lên màn hình giải trí gọi là siêu to khổng lồ luôn. Túi khí an toàn đầy đủ cho em nhé. Vios 2015 độ body kit 415 triệu với lớp sơn màu đen đẹp. Với lớp sơn màu đen đẹp có thể mua xe cho em với giá trên 400 triệu một xíu thôi. Fiat bản G xịn điều hòa tự động, lên body kit cực xịn sò luôn. Fortuner em có nhá. Fortuner em có đời 2011 và 2013. Máy xăng số tự động. Chiếc 2011 màu đen là một là hai cầu. Còn chiếc màu bạc là một cầu nhá. Anh ơi để lại số điện thoại nhá. Anh Bùi Văn Hưng ơi để lại số điện thoại này. Y20 em không có nhưng em có Y30 nhá. Em sẽ quay Y30 cho mình xem. Chào anh Dương Văn Cương, chào bác Trung Vũ, chào bác Sang Vũ, chào bác Ngọc Thanh này. Y30 bản 1.6 đời 2009 bản nhập khẩu, số tự động đẹp. Y30 315 triệu. Số tự động đẹp, cửa sổ trời đầy đủ cho em. Xi nhan trên gương, đèn bi salon, biển 99 này, la răng thể thao dạng mới nhé. 315 triệu cho chiếc xe Y30 nhập Hàn. Sấy sợi kính, sấy sợi ghế, cam lùi, cam hành trình. Màn hình giải trí OLED cực lớn luôn.
Có luôn cả đề, có cam cảm biến va chạm phía sau nhá. 315 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Em Lê Hương để cho mình còn 305 triệu. Chia sẻ để mua được xe với giá đẹp các bác nhá. Bao rút hồ sơ cho mình, Fortuner em có, Hương đợi em một chút này. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi ạ. Ở bên đây thì em còn có một chiếc xe Honda Civic. Honda Civic đời 2007, số tự động đẹp. Động cơ trang bị 1.8 biển 34 Hải Dương với lớp sơn màu xanh. Màu xanh than cực đẹp luôn. Số tự động đẹp đời 2007. Nếu như mà nói về đời các bác sẽ hơi ngại một chút là đời hơi sâu. Nhưng các bác ơi, để mua được một chiếc xe Honda Civic đẹp từ nội thất đến máy móc như thế này thì rất là hiếm luôn. Màn hình giải trí điều hòa lóng lạnh đầy đủ hai vùng cho em. 255 triệu cho siêu phẩm Honda Civic của em Lê Hương ạ. Quan tâm thì để lại số điện thoại cho em nhé. Chào bác Hà Nguyễn, chào anh Nguyễn Sĩ Hùng. Chào bác Duy Tươi, chào bác Lê Thọ này. Kia Morning với lớp sơn màu lông vàng rất là đẹp luôn. Vàng hơi cát một chút nhá. 2016 mà giá chỉ có 218 triệu thôi. Fortuner thì em có luôn này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Fortuner đời 2013, số tự động đẹp một cầu. Động cơ trang bị là 2.7, em này với lớp sơn màu bạc đẹp, biển Hà Nội, cao dàn mát máy đây, 7 chỗ ngồi, số tự động có Fortuner đi. 450 triệu cho siêu phẩm Fortuner của em Hương ạ, các bác nhìn này, rất là cao luôn. Kệ bước chân lên xuống, gương kính cụp chỉnh tự động cho em, phanh ABS, một dàn lốp cực xịn sò luôn. Đèn bi salon kết hợp với đèn phá xương và đèn halogen nhé. Fortuner 450 triệu, chốt trên livestream ngày hôm nay còn 440 triệu, bao rút hồ sơ cho mình. Mazda 2 bản sedan em có nhá, em có Mazda 2 bản sedan. À Mazda 2 bản sedan đúng rồi, đợi em một chút nào, em sẽ đi ra đây em xem nào. Vios tự động em có 2015, màu bạc và màu đen. Anh Lê Lâm ơi, để lại số điện thoại cho em nha, em chào anh Nguyễn Tuấn này, chào anh Nguyễn Thành Luân. Hôm qua thì em chốt chiếc xe Mazda 3 bản sedan rồi, 540 triệu cho một bác ở Hải Dương rồi. Hôm nay thì Mazda đâu rồi? À Mazda thì em chỉ còn Mazda 2 bản hatchback thôi, Mazda 3 bản hatchback thôi. Nếu như bản sedan thì em chỉ còn Mazda 3 nhập khẩu số tự động thôi anh ạ. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Mazda 2, nếu như mà gia đình nhà mình đi thì rất là đẹp luôn. Không thì máy số đẹp, sơn si đẹp mà giá cũng đẹp luôn. Mazda 2 đời 2015, số tự động bản lắp ráp trong nước. Động cơ trang bị là 1.5. Em Lê Hương đang chào bán với giá là 335 triệu. 335 triệu có Mazda Hà đi, nhưng mà em này là bản hatchback nhá. Bản hatchback nhưng mà không hề bị ngắn đâu. Phong cách nhìn cực kỳ sang trọng luôn. Ghế da cao cấp, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Màn hình giải trí số tự động đẹp. 335 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Em để cho mình còn 325 triệu, bao rút hồ sơ cho mình. Em chào bác Như Phạm này. Mazda 3 2017 hôm qua em mới chốt xong anh Sơn Thủy Động ơi. Động Sơn Thủy ơi. Mazda 3 2017 phong dáng đẹp, phanh tay điện tử, hai chế độ lái thì hôm qua em chốt rồi. Các bác cái cọc cho em 150 rồi. À, đến tháng 8 này là đẹp ngày là các bác cứ dinh xe về rồi các bác ạ. Đây là chiếc đấy em dừng giao dịch rồi nhá, em chưa kịp đăng thôi. Em chào anh Trần Luyện, chào anh Nguyễn Hữu Hà. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên 200 khách hàng đi các bác ơi. Em có Vios số tự động này, i10 tự động 2016 thì em đang tạm hết. Em có i10 2014, 2015 và 2017 anh nhá. Một chiếc xe i10 đời 2014, 15 và 17. Số tự động đẹp bản hatchback anh nhá. Anh Nguyễn Sĩ Hùng ơi, để lại số điện thoại cho em ạ. Có xe Kia 2019 không? Anh Phạm Vương ơi, Kia 2019 thì em có Kia Soluto. Kia Soluto đời 2020, số tự động đẹp em đang Hương đang bán là 439 triệu. Anh Nguyễn Sĩ Hùng ơi, em có cả Kia Rio 2015 nữa anh nhá. Để lại số điện thoại em Lê Hương tư vấn cho mình nào. Ở đây bác nào quan tâm về chiếc xe i10 bản bản sedan 2 đầu thì em có này. i10 bản sedan 2 đầu 255 triệu, số sàn động cơ trang bị là 1.2.
i10 như em này là bản sedan nhá, rất là hiếm khi mà về được sedan. Thì hiện tại em Hương vừa có sedan bản thiếu và đều có sedan bản đủ nhá. Xe thì cực đẹp luôn. Xe thì cực đẹp luôn là các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe số tự động đẹp Kia Morning. Kia Morning bản SLX à. Số tự động đẹp đời 2006, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2007 này. Chiếc xe Kia Morning đẹp như thế này mà giá chỉ có 168 triệu thôi. Chỉ có giá là 168 triệu là các bác có thể sở hữu cho mình một chiếc xe Kia Morning số tự động đẹp. Lấy vợ, lấy chồng xa, nhà có bố mẹ mà đến cái tuổi này là hay ốm đau khám chữa bệnh rồi, hay phải đi viện rồi, thì các bác ơi, mua một chiếc xe như thế này, đêm hôm có xe ô tô đi nó sẽ rất là nhàn, không bị vất vả, không bị lắng mưa. Thay một chiếc áo lắng, thay một chiếc áo mưa cho vợ con đi đỡ phải vất vả đấy các bác này. 168 triệu Kia Morning số tự động đẹp. Chỉ có 168 triệu thôi ạ. Em chào anh Nguyễn Đức Dũng này, chào bác Nga Tuyến, chào bác Đoàn Thu, chào bác Phan Thọ. Ở đây bác nào mà quan tâm về bán tải thì em còn có nhá. Một chiếc bán tải Isuzu D-Max. Isuzu D-Max đời 2016 và đăng ký lăn bánh cuối tháng 12 2017. Em này tuổi thọ gần như là 2018 rồi. Một dàn lốp còn dày dặn rất là đẹp. Lốp sơ cua thì em Hương mới hạ, mới chạm đất được mấy hôm thôi. Lên thùng cao rồi, máy dầu số tự động 2 cầu biển Hà Nội một chủ nhá. Em Lê Hương đang chào bán chiếc bán tải này với giá là 535 triệu. 535 triệu nhưng đặc biệt trong buổi báo giá ngày hôm nay, bác nào quan tâm về chiếc xe Isuzu D-Max của em Hương, em để cho mình còn 500 triệu tròn. 500 triệu tròn cho chiếc xe Isuzu D-Max, chưa bao giờ bớt sâu như vậy nha các bác ơi, bớt sâu giảm giá cực mạnh cho mình luôn. Lên màn hình giải trí, màn hình cam hành trình có thẻ đen cực lớn luôn, các bác nhìn cam hành trình rất là to luôn. Vô lăng thì cũng có tất cả các tổ hợp phím bấm nghe gọi âm lượng rồi. Gương kính auto chỉnh trái phải, số tự động đẹp 2 cầu. 535 triệu chia sẻ để em Lê Hương để cho mình một cái giá cực đẹp nhá. 2 cầu đây ạ. 2 cầu H, 2 cầu L. Khi các bác vào cung đường địa hình xấu thì các bác có thể chỉnh làm sao để đi phù hợp với cung đường và địa hình của mình đang đi nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em Lê Hương đi ạ. Chào anh Nguyễn Quốc Đạt, chào anh Phan Thọ, chào bác Nguyễn Giảng này. Isuzu D-Max bán tải có đây. Chào anh Nguyễn Giảng nhá. Và bên cạnh chiếc xe Isuzu D-Max bán tải thì em còn có một siêu phẩm nữa đây. Một chiếc xe Hyundai Accent biển 34 tư nhân Hải Dương sử dụng, đèn bi salon này, một dải đèn nét cực kỳ sang trọng, đèn gầm cũng là đèn bi, cũng là đèn bi nhá. Dàn lốp mới, phanh ABS, xi nhan tích hợp trên gương. Accent, Hyundai Accent đời 2019 số tự động đẹp. Em Lê Hương đang chào bán với giá là 495 triệu. Tổ hợp phím bấm nghe gọi chân vô lăng, có luôn cả ga tay tự động của Lucon Trô rồi. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, xe đi lữ sử dụng cực kỳ đẹp luôn. Dịch giã là bác đấy về, là bác ấy mua xe để bác ấy đi lại ở Việt Nam thôi, rồi hết dịch lại sang với chồng bên Hàn Quốc rồi. Nên là các bác ấy để lại cho em Lê Hương chiếc xe này cực kỳ đẹp luôn. 490 triệu Hyundai Accent đời 2019 này, một dàn lốp Hàn Quốc, phanh ABS xịn sò cho em nhé. Chào anh bác Nguyễn Thúy Hồng, chào bác ngoại Nguyễn Toàn, chào anh Tô Minh Quyết, chào bác Nguyễn Như Tú này, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Bên đây thì em Hương còn có Kia Morning này. Kia Morning đời 2016, động cơ trang bị 1.2 số sàn. Em đang bán là 215 triệu với cái tầm tiền 215-218 và Kia Morning 2016. Thì bên em Lê Hương có 10 chiếc luôn. Xanh, đỏ, lâu, vàng, trắng, bạc, màu nào cũng có. Nên các bác có hợp phong thủy màu nào thì đều có thể cung cấp đầy đủ cho mình một chiếc xe ngon, giá bình dân để các bác có thể đi gia đình quá là ok nhé. Hoặc là đi dịch vụ cũng được ạ. Kia Morning 215 triệu đời 2016, còn thương lượng lộc ná thêm. Bản đấy là bản lắp ráp trong nước. Còn bên đây là một chiếc xe cũng là Kia Morning, như em này là bản SI này. Kia Morning bản SI đời 2015, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2016. Em này cũng là số sàn, màu lông chuột, đèn bi salon, màn hình giải trí đầy đủ cho em, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. La răng hoa mai dạng mới nhá. Giá chào bán là 255 triệu cho chiếc xe Kia Morning bản SI này. Còn thương lượng lộc ná thêm cũng như là bớt luôn 10 triệu đồng. Bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream khi các bác mua xe bên em Lê Hương ô tô Hải Dương ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào.
Hôm nay em mới nhìn thấy thấy bình luận của chị Đặng Thu Trang nhá. Chị Trang ơi, mỗi ngày em xuống like, rõ ràng là em có nhìn thấy bình luận của chị. Hôm nay thì em Hương xin gửi lời chúc sức khỏe tới chị Đặng Thu Trang nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chị Trang ơi, chia sẻ nhiệt tình cho hôm nay Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em đi ạ. Mọi khi nó cứ bị ẩn bình luận em không đọc được ấy ạ. Anh Nguyễn Đức Dũng bảo là xe chào xe chào chào xe lưu em không biết dịch như nào ạ. Sờ Bắc hoặc Kia Morning 100 đổ lại. Sờ Bắc nếu như mà số tự động thì tầm 150. Còn nếu như mà Sờ Bắc số sàn thì chỉ có 85 triệu thôi anh ạ, 75 triệu cũng có nhá. Morning mà tầm 100 thì em cũng không có, nhưng mà có 128 triệu là có xe Kia Morning đi rồi. Lên anh ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Bình luận ở trên bài viết ngày hôm nay nó cứ bị ẩn, em không đọc được ấy ạ. Anh Văn Cảnh Phở Trà Thần ơi, để lại số điện thoại em tư vấn cho mình nhé. Chào bác Hương Sơn, chào anh Ngô Bá Hùng, chào anh Thành Công này, chào bác Mai Thanh. Bên đây thì em còn có một Chevrolet cờ đuôi này. Chevrolet cờ đuôi đời 2012, số sàn động cơ trang bị 1.6 nhá. Xe với lớp sơn màu trắng tư nhân Hải Dương cực đẹp. Đèn halogen này, đèn phá xương và một dải đèn led này. La răng 5 chấu dạng phay, nếu như mà về lò em này thì với cái dàn lốp thì đánh giá không cao. Dàn lốp thì hơi xấu một chút. Dàn lốp em này thì không xấu, không được đẹp lắm, nhưng mà máy số thì cực chất luôn. Màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Nội thất bên trong cũng cực kỳ đẹp luôn. 528 triệu đời 2012, có Chevrolet cờ đuôi đi đây ạ. Cho xe 5 chỗ ngồi gầm cao. 5 chỗ ngồi gầm cao thì bên em Hương có Eco Sport và Tucson anh nhé. Em sẽ quay tạm cho anh một chiếc Tucson này vì vừa rồi em quay qua rất là nhiều. Đây anh nhé, 5 chỗ ngồi gầm cao với cái tầm tiền trên 400 thì anh có thể tham khảo Tucson và Eco Sport bên em Hương ạ. Một chiếc xe Tucson đời 2010, số tự động đẹp, động cơ trang bị 2.0 bản nhập Hàn, sấy sưởi kính này, sấy sưởi ghế, đèn bi salon và có dải đèn led, đèn gầm cũng là đèn bi luôn, xi nhan tích hợp trên gương, phanh ABS chống bó cứng là nước sơn màu nâu cực kỳ sang trọng cho em luôn. Trên tay nắm cửa phía trước có phím mở một trạm thông minh, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế lái chỉnh điện, tông màu nội thất là nước sơn màu vàng bò cực đẹp luôn các bác này. 438 triệu cho chiếc xe Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao, khóa cầu V-size, đèn pha có thể cụp chỉnh đầy đủ cho em nhé. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, túi khí an toàn, cửa sổ trời toàn cảnh luôn các bác nhé. Sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế, điều hòa tất nhiên phải là auto tự động rồi. Màn hình giải trí, túi khí an toàn. 438 triệu chốt trực tiếp trên livestream còn 428 triệu. Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao đây ạ. Chào anh Hà Nguyễn, chào anh Dương Văn Cương, chào bác Thơm Lê, chào bác Nguyễn Chiên. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Anh Trần Dũng ơi, để lại số điện thoại em tư vấn cho mình nhá. Hiện tại 5 chỗ ngồi gầm cao em Lê Hương phải có 10 đầu xe, 3 chiếc Tucson và 4 chiếc xe Eco Sport, 1 chiếc xe Honda CRV và một chiếc gì nữa nhỉ? Một chiếc xe gì là quên mất rồi, nhiều xe 5 chỗ ngồi gầm cao lắm ạ. Ở đây thì em Hương có Vios màu vàng cát số sàn thì cũng có luôn cả Vios màu đen số sàn nhá. Chiếc xe Vios màu vàng cát số sàn của em Hương là đời 2016 nhưng mà nó là cuối 2016. Thì nó sẽ thay đổi là form máy là máy mới, là máy trắng này. Còn 2016 về đầu năm đổ lại thì nó sẽ là form này. Và máy cũ là nó là máy đen nhá. Chiếc xe Vios một chủ máy zin này của em Hương là đời 2016 này. Giá chào bán là 365 triệu. 365 triệu đời 2016 biển 34 tư nhân Hải Dương sử dụng. Em nhìn thấy số điện thoại của anh Trần Dũng rồi. Kết thúc livestream em sẽ tư vấn cho mình. Kết nối qua Zalo cho em đi ạ. 0354602790. Em sẽ gửi cho mình hình ảnh video chi tiết, đặc điểm, nhược điểm, tình trạng của xe như thế nào qua Zalo để anh có thể tham khảo nhé. Còn đây là nội thất bên trong chiếc xe Vios đời 2016 của em Hương đây ạ. Bên ngoài là màu đen nhưng bên trong là màu kem cực kỳ sang trọng, sạch sẽ luôn. Bác Thâm Lê ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên các trang cá nhân và hội nhóm cho em đi ạ. Chào anh Trần Phúc, chào anh Long Phượng, chào bác Khiếu Thịnh à, Khiếu Thịnh à. Bên đây thì em còn có một chiếc xe i10 nữa đây. i10 bản hatchback nhưng em này là bản đủ nhá. Đời 2016 nhập khẩu 1.0. Em đang bán chiếc i10 bản đủ hatchback này là 286 triệu. À kêu xin lỗi, 268 triệu. 268 triệu cho chiếc xe i10 bản đủ hatchback đây.
Nếu như mà đi bản đủ thì các bác sẽ có phanh ABS này, tối khí an toàn này. Nó sẽ an toàn hơn so với bản thiếu nhá. Thì giá nó cũng sẽ cao hơn một chút, nhưng mà với cái tầm tiền đấy em nghĩ là lên mua bản đủ hơn. Lên mua bản đủ hơn, bản đủ đi nó sẽ an toàn hơn. Đề lỗ thông minh này, màn hình giải trí, cam hành trình, cam lùi, cảm biến va chạm phía sau đầy đủ nhá. 268 triệu còn 258 triệu ạ. Bên đây thì em Hương còn Vios này, Toyota Vios đời 2019, số sàn máy trắng form mới rồi. Đến cuối 2016 đã làm form mới rồi thì 2019 thì tất nhiên phải là form mới rồi. Màu trắng đẹp đời 2019, số sàn 1.5. Em Lê Hương đang bán là 415 triệu cho chiếc xe Vios đời 2019 của em Hương nhé. Đến đời này sẽ có hỗ trợ trơn trượt đầy đủ cho em. Các bác nhìn táp ly táp lô này, nội thất bên trong cực đẹp luôn. Bên ngoài hình thức là màu trắng đẹp nhưng bên trong nội thất là màu kem. Thảm cao su lon cực kỳ sạch sẽ và dễ vệ sinh này. Vios 2019 415 triệu. Trên buổi báo giá ngày hôm nay để cho mình còn 405 triệu bao rút hồ sơ cho mình. Muốn mua xe được giá đẹp các bác ơi, chỉ cần chia sẻ cho em Lê Hương và kết nối qua Zalo 0354602790. Em Lê Hương sẽ tư vấn cho mình ạ. Chào chị Ngân bé này. Hyundai i10 2019, 2019 em tạm hết nhá. Em chào anh Văn Cảnh đã để lại số điện thoại này. Chia sẻ nhiệt tình cho em lên 200 khách hàng đi các bác. Chào anh Hà Nguyễn Long này. Một dàn xe Vios giá rẻ của em Hương là gần như là bay đi lấy chồng hết rồi. Còn duy nhất một chiếc mới về Vios đời 2010 biển 99 màu đen. Em này em Hương đang bán với giá là 196 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình còn 190 triệu bao rút hồ sơ cho mình. Bao rút hồ sơ cho mình là hết luôn một dàn Vios giá rẻ. Đợt này chỉ còn Vios đời cao hơn thôi. Đây các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi ạ. Vios 2020 em tạm hết ạ. Có con mẹc nào không em? Mẹc thì em có nhá. Cũng là mẹc nhưng mà mẹc bên em Lê Hương giá nó lạ lắm ạ. Một chiếc xe mẹc xe 240 đời 2004 số tự động. Biển Hà Nội 4 số một chủ từ mới này. Mẹc xe 240 190 triệu có xe mẹc đi. 190 triệu thì đi Vios hay là 190 triệu đi xe mẹc? Em này thì 1.8 này. Mẹc là 1.8, Vios là 1.5. Nhưng mà nhìn logo của hai chiếc xe mẹc nó khác nhau hoàn toàn. Nếu mà để đi tán gái, đi chơi, đi sang chảnh thì các bác này, nhìn logo mẹc của em Hương đi ạ. 190 triệu số tự động đẹp có xe mẹc đi. Xe thật sự bây giờ quá là rẻ luôn. Anh ơi tiếp nước cho em đi anh ơi. Bỏ tiếp nước cho em đi, khát nước quá. Anh Nguyễn viết mùi ơi, để lại số điện thoại nhá. Anh Nguyễn con ơi, em không có 2020, Vios em có 2019, nó là cao chốt của vót rồi anh ạ. Em chào anh Lê Trung Hiếu, chào anh Lô Văn Thâm, chào anh Nguyễn Lâm này. Chào anh Hà Nguyễn Long nha. Bên đây thì em còn có Toyota Camry. Toyota Camry đời 2015. Em xin lỗi, đời 2009 bản nhập đài nhá. Camry đời 2009 bản nhập đài, số tự động đẹp, biển 4 số một chủ từ mới, mức sơn màu đen đẹp. Camry là một trong những dòng xe lồi đồng gối đá này, lại còn tiết kiệm nhiên liệu. Dòng Camry nó ăn xăng không giống dòng khác đâu ạ. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho em. Động cơ trang bị 2.0, 415 triệu có xe Toyota Camry đi. Một chủ từ mới ạ. Một chủ từ mới, máy số thì cực chất luôn. Mẹc xe 200 ạ. Mẹc xe 200 thì em đang tạm hết. Em có mẹc xe 240 thôi. À đây còn một con mẹc gì nữa đây. Còn một chiếc xe mẹc nữa này. À đây, mẹc xe 200 140 triệu ngang với một chiếc xe tập lái này. Biển Hà Nội, mẹc xe 200 đây. 140 triệu các bác nhìn logo đi. Đẹp dai hay không nó là cái logo này đấy ạ. Đẹp dai hay không là nằm hết ở cái logo này. 140 triệu có xe mẹc đi các bác nhá. Cũng là mẹc nhưng mà giá nó lạ lắm. Máy số thì đi rất là ok luôn. Chào anh Nguyễn Thành này, chào anh Thọ Quang. Anh Nguyễn Viết Mùi ơi, để lại số điện thoại nha. Em chào bác Chính Vũ này. Ở đây thì em còn có Corona Antis. Corona Antis nồi đồng cối đá 395 triệu. Camry có này, Corona Antis có này. Bên đây thì có xe tập lái nhá. Sờ Bắc biển 34 Hải Dương. Một chiếc xe mà giá chỉ có 78 triệu. La răng hơi bị hoành tráng luôn các bác này. 78 triệu có xe ô tô 5 chỗ ngồi đi nhá. Em này 5 chỗ này, một dàn lốp này. 2008 số sàn 1.0.
Bây giờ có lên cả màn hình luôn các bác ạ. 78 triệu tôi cũng phải đàng hoàng đúng không ạ? Điều hòa mát lạnh, ghế da sạch sẽ, nội thất sơn si. Vừa tập lái vừa đi gia đình quá là ok. Xin phép cả nhà em lại xin một miếng Robin để tiếp sức nhé. $78 là có xe ô tô đi rồi các bác ạ, 5 chỗ ngồi. 78 triệu bây giờ chỉ mua được A-Blade thôi, nhưng mà bây giờ các bác mua được ô tô với giá 78 triệu. Chào anh Phạm Toán, chào anh Gara Trường Sơn, chào anh Ngọc Lương Hà My nhá. Nhiều xe quá, không biết nói từ đâu đến đâu. Innova có một dàn này. Mui Trần em cũng có này, Accent em cũng có này, từ từ quên cái ô. Chào anh Đức Đô nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cũng như bình luận ở đây, em sẽ tư vấn cho mình. Đừng quên những lượt chia sẻ để có thể mua xe vào một cái giá cực kỳ hợp lý các bác nhé. Tucson 2017 em tạm hết anh Nguyễn Hè ơi. Tucson thì có 2012 là cao nhất rồi, 2017 em tạm hết nhé. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning nữa đây. Kia Morning đời 2017, số sàn động cơ trang bị 1.2. Em đang bán chiếc xe Kia Morning này với giá là 228 triệu. 228 triệu Kia Morning màu đỏ nhá, xịn xò luôn. Đợt này Morning em về rất là nhiều luôn. Bên đây thì còn có một em BMW này. BMW hay còn gọi là BMW đây. BMW 335i số tự động đẹp, em Mui Trần nhá. Em này là em Mui Trần mà em Hương hay quay video sống ảo tí đây ạ. Lên đèn bi salon này, dàn la răng xịn sò, hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng. BMW 696 triệu đời 2007, số tự động đẹp. Bác nào có đi gia đình này, đi dịch vụ này, nếu như dịch vụ các bác thì có thể đi làm dịch vụ hoa cưới hỏi thôi, chứ còn nếu như dịch vụ taxi thì em này nó sang quá, chỉ về làm dịch vụ hoa cưới hỏi hoặc đi gia đình thôi. Vì dòng xe đấy nó không 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 giống như dòng dòng xe khác có thể đi dịch vụ taxi được. Chào anh thiết kế nội thất, chào anh Hà Xuân Thụ, chào anh Nguyễn Vinh này, chào anh Trọng Sáng, chào anh Bùi Đình Minh. Nhiều xe đẹp lắm các bác ơi, chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. i10 tự động thì em còn có cả i10 đời 2017 đây. i10 tự động đời 2017, số tự động đẹp, biển 37 này. Biển 37 là Nghệ An, Nghệ An là tem châu Phi đây rồi. Tim của châu Phi đâu rồi? Nghệ An đây, i10 tự động, em xin lỗi, 2015 nhé. 2015 giá chào bán là 328 triệu. i10 2015 biển 37, 328 triệu. Hyundai Accent số sàn và số tự động em đều có 2019 và 2018. Thì chiếc này là chiếc xe Accent đời 2018, số tự động 1.4 biển 90. Giá chào bán là 475 triệu, 475 triệu này. Ở đây thì em còn có cả i10 bản thiếu 2014 nhập ấn, giá chào bán là 195 triệu. 5 chỗ ngồi gầm cao có EcoSport 2018, EcoSport 2019 này, 2017 này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Hankook một chiếc xe EcoSport này. EcoSport đời 2015, số tự động đẹp 1.5, giá chào bán là 415 triệu. 418 triệu cho chiếc xe EcoSport đời 2015 bản 1.5 máy titanium. Bản titanium các bác nhá. Bản titanium này. EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao. 2017 469 triệu này. Một siêu phẩm CDX 250 triệu. 255 triệu CDX nhập khẩu đây. Số tự động đẹp, bản này là bản 1.6 này. Cam 360, màn hình giải trí đề lồ thông minh. La răng thể thao ABS đầy đủ cho em nhé. Ở đây thì còn có i10 này. i10 đời 2014 nhập Ấn Độ, số tự động đẹp, biển 34 Hải Dương. Em đang bán là 300 triệu tròn. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình còn 290 triệu. 290 triệu cho chiếc xe i10 2014 ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao mà các bác muốn sở hữu một chiếc xe thì thấp nhất em có là CRV. Honda CRV đời 2009, số tự động 5 chỗ ngồi gầm cao. Rất ít khi mà một chiếc xe CRV 2009 mà giữ được máy zin. Thì em này máy zin đẹp luôn, lên đèn bi salon 408 triệu, cắt xả lỗ cực mạnh trong buổi báo giá ngày hôm nay.
còn 388 triệu, tức là bớt trực tiếp trên livestream là 20 triệu đấy ạ. Em chào anh Vũ Lam, chào bác Nguyễn Thị Lan, chào bác Cún Con nhé. Chào anh Tuấn.